Thưa quý vị, ước tính trên thế giới cứ 6 người trưởng thành có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong đời. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra con số này trong báo cáo công bố mới đây. Theo WHO, khoảng 17,5% số người trưởng thành trên thế giới không thể có con vào một thời điểm nào đó và có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực và giữa nước giàu với nước nghèo. Báo cáo của WHO không đề cập nguyên nhân gây vô sinh nhưng xác định đây là một thách thức đối với y tế toàn cầu. WHO nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tổ chức này cũng kêu gọi các nước đưa điều trị vô sinh vào các chính sách dịch vụ về sức khỏe sinh sản và nguồn tài trợ y tế.